Ok, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chủ nhật khá là lạnh. Xin ngồi xuống. Ngày hôm nay đi mình vừa đi đi kỷ niệm đi 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 kỷ niệm cái 40 năm của cái trường cấp 3. Gặp các bạn cũ rất là vui. Nhưng mà nó có một cái hôm nay làm cái video này là muốn nhắc mọi người, những người mà đang nuôi cái con chó của chúng ta ở ngoài trời, không phải ở trong phòng, không phải ở trong nhà, thì chúng ta che chắn cho con chó của chúng ta một chút, bởi vì ở ngoài trời hôm nay khá là lạnh và mưa phùn. Ôi đây, nào, hình như là cái video nó bị quay rồi, để anh kiểm tra nào. Ở trong nhà thì nó bình thường thôi, nhưng mà ra ngoài trời là lạnh. Yên à, yên đấy, đấy. Messi à, đây để này cho nó sáng. Ở trong nhà thì cũng ấm thôi, nhưng mà ở ngoài trời thì rất là lạnh. Thì ai mà đang nuôi chó ở trong nhà thì chúng ta sẽ che chắn cho nó một chút, che chắn ba mặt, che chắn cho con chó nó đỡ lạnh, bởi vì cái thời tiết lạnh của Việt Nam này, nhiều người thì có cái ý kiến là cái con rốt này nó là con chó của xứ lạnh, nó là con chó của xứ lạnh thì nó sẽ chịu được lạnh. Cái thời tiết lạnh ở Việt Nam này 10 độ hay là 12 độ chán thua gì với con rốt cả. Nhưng mà mọi người quên mất một điều là cái khí hậu gốc của cái con rốt này nó ở Đức. Cái khí hậu của nó lạnh nhưng mà nó lạnh khô, chứ nó không lạnh theo kiểu lạnh ẩm như là ở mình. Khi mà nó lạnh ẩm ấy thì nó rất là rám và nó bị đọng cái lạnh. Tức là nếu mà lạnh khô, mọi người tưởng tượng này, lạnh khô này, lạnh mấy cái lớp lông mà nó vẫn giữ được không? Như là một cái chăn ấy. Còn khi lạnh ẩm ấy thì nó thấm vào da, da lúc nào cũng ướt, lúc nào cũng sẽ bị lạnh. Và cái những cái con chó mà để ở ngoài trời như ở miền Bắc mấy ngày hôm nay, nếu mà nuôi ở ngoài trời mà chúng ta không che được sương, chúng ta không che được mưa hắt, để con chó nó bị ẩm ấy thì nó sẽ bị lạnh, nó sẽ bị nhiễm lạnh. Bi ra đây. Nó nhiễm lạnh thì nó phát sinh rất là nhiều vấn đề, nó có thể phát sinh là đau bụng đi ngoài. Nếu mà nó bị lạnh bụng thì buổi sáng con chó nó sẽ gây ra cái tình trạng là đau bụng, đi phân lỏng, bỏ ăn. Khi nó đau bụng thì nó sẽ bỏ ăn, hoặc là nó tệ hơn là con chó nó sẽ bị viêm phổi. Nó sẽ bị lạnh, nó bị viêm phổi mọi người. Mà cái viêm phổi nó mệt lắm, chữa nó phải mất cả tuần. Và nó rất là hại chó, cái viêm phổi. Là con chó nó ho khi mà mọi người mà đã thấy là nước mũi nó chảy ra này, mũi khô này, hoặc là mũi ướt, mũi khô là con chó yếu. Mũi ướt đến cái mức mà có nước mũi chảy ra thì đấy là con chó nó có vấn đề ở cái đường hô hấp này của nó. Thường mình gọi là viêm phổi. Thì khi ấy là nó sẽ bỏ ăn, nó khó thở, nó bỏ ăn. Mũi đặc, từ mũi nước mũi loãng sang nước mũi đặc. Rồi sau đấy khi mà nó gần khỏi thì nó lại loãng ra, rồi nó xì được hết ra. Nhưng mà cái điều trị nó cũng rất là phức tạp, vừa mệt chó mà vừa tốn tiền. Thì mọi người chúng ta lưu ý là cái thời tiết mưa gió này thì chúng ta cố gắng chúng ta che cho con chó đi, nếu mà con chó của chúng ta để ở ngoài trời. Còn chúng ta mà nuôi trong nhà theo kiểu như này thì ok rồi, thì không có phải suy nghĩ gì. Nhưng mà nếu mà nuôi mà để ở ngoài cửa, làm cho nó một cái chuồng để ở ngoài cửa hay như thế nào đấy, thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên che 3.5 mặt, tức là 3 mặt rồi. Nhưng mà không phải là chỉ che 3 mặt là ok, mà để hở hết 1 mặt ra mà sẽ là che 3.5 mặt, 3 mặt và 1/2 mặt. Để mà hạn chế được cái tối đa cái việc gió lùa, tức là con chó ở trong đấy là nó sẽ có một cái vị trí
nó ấm, nó chắn được gió ở trong chuồng, trong cái chỗ ở của nó. Siro ngồi bên này. Siro. Đây. Siro sang đây. Bên này để nhường cho chị Yumi. Thế Mi ngồi xuống đây để cho con Siro, nhường cho con Siro nó ngồi bên này. Đấy thì hôm nay ra ngoài trời thấy nó có mưa phùn mà nó lạnh thì nhắc mọi người vậy thôi. Còn bình thường nếu mà nó lạnh mùa đông, nó lạnh khô khô hanh thì chúng ta cũng nên che. Bởi vì sao? Cái khô hanh thì nó kèm theo bụi. Mà khi mà bụi ấy thì chúng ta phải tưởng tượng là con chó, tất cả các giống chó, nhưng mà khi như giống chó mũi nó càng ngắn này, nó bị ảnh hưởng bởi cái không khí bụi càng nhiều, vì cái lỗ mũi của nó không có che chắn được nhiều, và cái lượng thở của con chó nó lớn hơn rất nhiều so với người, cho nên nó bị ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng của cái thời tiết nhiều hơn so với người, là bởi vì cái lượng thở của nó nhiều hơn chúng ta rất là nhiều. Không khí ô nhiễm hay là lạnh đột ngột thì con chó thường nó sẽ bị ảnh hưởng về cái đường hô hấp ngay, là vì như thế. Hay là lạnh ẩm kéo dài như thế này mà chúng ta không có che chắn cho nó, để cho nó hít liên tục như thế, và nó phải chịu cái lạnh nó phủ người nó, phủ da của nó cả ngày, thì con chó khỏe mấy thì nó cũng sẽ bị ốm. Đấy là mọi người phải lưu ý trong những cái ngày đầu thời tiết nó chuyển sang vừa lạnh vừa mưa phùn ở miền Bắc này, thì ai ở miền Bắc thì chúng ta lưu ý. Còn ở các cái khu vực khác thì nó ấm hơn, như hiện nay là hình như là ở trong miền Trung là đang rất là nóng, ở miền Bắc thì đã lạnh rồi. Quan trọng là nó kèm với mưa phùn, nhiệt độ thì nó không có phải thấp lắm đâu, nhưng nó kèm mưa phùn thành ra nó làm cho cái độ lạnh nó bị âm. Xem nào, hôm nay bao nhiêu độ? Hôm nay là ở đây là đang báo nhiệt độ ở lúc 2 giờ. Đây, để nó cập nhật cái nhiệt độ xem là bây giờ là bao nhiêu độ. Nhiệt độ bây giờ thì lại tăng so với lại lúc chiều. Nhiệt độ bây giờ ở đây là 20 độ và 21 độ. Ở 6 giờ 20 phút ở Hà Nội, Định Công Hà Nội. Nào, Siro ngồi đấy để anh kiếm cái gì để cho Siro ăn nào. Ở đấy thì mọi người hôm nay mọi người lưu ý vậy thôi. Mọi người lưu ý vậy thôi, còn diễn viên thì vẫn vậy. Chủ ra ngoài chủ lạnh cho nên là chủ quần áo mặc cẩn thận, chứ còn với chó ở trong nhà thì nó ok, nó chẳng có vấn đề gì cả. Còn mấy quả ra đây chắn nốt đi. Quả không vào, để cứ nốt. Rồi vào đây ngồi xuống. Quay mặt về đằng kia. Quay mặt đấy, camera không nhìn được. Siro ở đây. Siro ngồi đây. Đúng rồi, quay mặt về đằng trước, chuẩn. Yumi, nào, đừng có cướp trên dàn bước của anh. Anh đang cầm trên tay nhưng mà đừng, chưa gọi đến lượt thì đừng có lén phép. Messi, Siro, Pila, Yumi, Mi béo mà Mi ăn cũng chả sót lần nào, lạ thật. Bé nghĩa rằng người ta phải ăn ít thôi. Con bị sót một lần, bởi vì bị bé mà. Đây, đánh sót lần nào. Dù em bé nhưng mà dạ dày em vẫn chưa được. Ý của mình là vậy, tôi cho mình của bé.
thầy nhỏ để hôm nay là ủng hộ cái nho ấy của chị bán hoa quả ở đầu ngõ, cho nên là cái cành nho nó hơi khô rồi. Nho này là nho ế, thỉnh thoảng có quả nó hơi bị nhũn rồi, nó bị nhũn là phải bỏ, bị dập. Dưới đó ok hết rồi này, hết rồi chỉ còn cái vỏ thôi. Thôi được rồi, chúng ta giải tán. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Mọi người ai mà ở miền Bắc mà nuôi chó ở bên ngoài trời mấy cái ngày mưa phùn này thì chúng ta lưu ý nhé, không phải là hôm nay đâu mà cả các hôm khác nữa. Thank you and see you again. Hết rồi, đi giải tán đây, xuống đây.